Trong cuộc phỏng vấn với Coinage Media, Wang đã được yêu cầu giải thích về những cáo buộc gian lận được đưa ra trong thời gian qua. Tuy nhiên, mọi việc có lẽ không dễ dàng như vậy. Để xem được toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn, người đọc được yêu cầu phải tải xuống một NFT miễn phí, tất nhiên là chưa bao gồm phí gas. Cùng với đó, Fed Mantera, người tuyên bố mình là người trong cuộc của dự án này, đã rò rỉ nhiều tài liệu nội bộ trong và sau sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra. Fedman đã đưa ra khúc mắc của mình về cuộc phỏng vấn của Wang khi anh không tổ chức một cuộc phỏng vấn với một bên trung lập có uy tín hơn như là Bloomberg hay là Fortune, mà là với một người đã liên tục cò mồi anh trong năm qua. Gần như thể anh ta được trả tiền để làm điều đó vậy. Và anh sẽ giải quyết hàng ngàn tỷ USD mà mình đã rút khỏi hệ thống chứ. Và khi được người đồng sáng lập Coinage Media, Jack Wellman phản hồi với lập trường cho rằng Fastman đang hành động rất mờ ám sau bài phỏng vấn của Coinage với Joe Wang. Fastman ngay sau đó đã phản bác lại và cho rằng lập luận của Goldman đã nhắm mắt làm ngơ trước những điểm yếu của Terra và hành động như một kẻ nịnh nọt. Sau đó, Fastman kết luận rằng bất kỳ ai cũng sẽ đồng ý rằng Goldman không phải là người trung lập nhất ở đây.